Hello, xin chào các bạn đã đến với kênh của Mahedro Game. Và hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục với những trận PVP của giải đấu tứ hùng. Và nhóm ngày hôm nay Man sẽ bó video lên, đó là nhóm 7. Và trong trận đấu ngày hôm nay thì chúng ta sẽ gặp lại tuyển thủ Cuồng Phong, một tuyển thủ có lối chơi AOE tầm xa rất là dữ dội, rất là cuồng phong, nên ta đặt cho mình tới cái biệt danh là Cuồng Phong. Thì nhưng mà Cuồng Phong ngày hôm nay ở trong trận đấu này thì Man đang thấy anh ta lựa chọn cho mình một tanker LB và cũng như là bit 2 Obero. Thì Cuồng Phong đã mất chất rồi các bạn, mất chất Âu còn Lana kìa. Ok, và tuyển thủ còn lại của anh ta là Top Server, một tuyển thủ cũng chơi theo hướng là tăng bớt và cũng như là bôi những con tướng có khả năng chịu đòn cũng khá là cao. Rồi, trận đấu ngày hôm nay sẽ được thi đấu trên sân nhà trên không. Tuyển thủ Cuồng Phong đang lựa chọn bit 1 là LB, bit 2 là Obero, bit 3 Lana, bit 4 Zuler và bit 5 Asimon. Top Server đang lựa chọn cho mình bit 1 LB, bit 2 Lyanna, bit 3 Obero, bit 4 Lana và bit 5 là một con healer Earthbro. Con tóc xanh này là Melania. Lana sẽ được kích hoạt. Lana của Cuồng Phong có thể sẽ được kích hoạt lên những đòn tấn công vũ bão dồn vào Lana đến từ Asimon. Cả hai đều đang có Obero các bạn. Nhưng mà Top Server đang trang bị cho mình đến hai healer. Ok, Cuồng Phong đã di chuyển Obero lên phía trên và cũng như là có tích tụ năng lượng. Bên Top Server cũng vậy, di chuyển Obero lên phía trên và tích tụ năng lượng. Cả hai rồng đã vào trạng thái chờ đợi. Có vẻ như là Top Server sẽ không phải vội vàng, bởi vì anh ta vẫn còn mình một skill có khả năng là hành động lại. Có điệu nhảy bão cát rồi. Ok, hành động lại cho Obero. Vậy thì rồng top server sẽ có thể đạt được đến những cái lớp cho tích mạnh nhất các bạn. Lana đang được cường hóa rất nhiều cho Lana. Lana hiện tại đang có mức trí lực là 1k8, giờ đang mang cho mình đến 6 cái búp tăng sức mạnh. Asimon chỉ cấu máu được của MP một tí xíu thôi. Thiên phạt, đã có thiên phạt. Lana còn 81% HP, 9k HP tướng. Rồng còn đến hơn 11k HP tướng. Thì liệu rằng sẽ có thể AOE, có khả năng là sẽ như thế nào đấy các bạn. Đã hóa giải đến phiên AOE của Zuler. Ok, hai heal lên được. Như vậy là trận đấu đang ở trong một trạng thái có thể gọi là
phần kiểm soát map được được Cuồng Phong đang kiểm soát rất là tốt các bạn. Tanker LB cũng đã mất đi một mạng. Với hai đòn AoE liên tiếp đến từ vị trí của Lana và cũng như là có một cú bồi thêm của Zuler ở trong phạm vi AoE trong phạm vi thì cả hai healer của top server đã lên bảng điểm số, đó là Emania và Liana. Rồng đã vào trạng thái, rồng của top server đã vào trạng thái mạnh nhất các bạn. Rồi. Tình hình của cả hai tuyển thủ thì như sau. Cuồng Phong vẫn còn cho mình một tanker và một đam phép, một oboro đang chuẩn bị hoa rồng. Và hiện tại thì top server đang còn cho mình một Lana và cũng như là một oboro với khả năng sẽ đổi mạng rồng. Nếu như mà đổi mạng rồng thành công thì có lẽ tuyển thủ Cuồng Phong sẽ vẫn lợi thế hơn đôi chút, vì anh ta đang còn tanker LB. Ok, vâng thưa các bạn, đúng là như vậy. Ok, trận đấu đã kết thúc và chúng ta phần thắng thuộc về tuyển thủ Cuồng Phong. Ok, chúng ta sẽ đến với trận đấu tiếp theo trong video ngày hôm nay. Ok, chúng ta sẽ đến với trận đánh tiếp theo ở nhóm 7 giữa hai tuyển thủ, đó là kẻ ba cung khu và tuyển thủ còn lại là Cuồng Phong. Map được lựa chọn cho cả hai tuyển thủ đó là dọc lại góc biển. Ở trong trận đấu trước, tuyển thủ Cuồng Phong đã có giao đấu với tuyển thủ top silver và với những đòn AoE đến từ vị trí của Lana và cũng như là 3C của Zuler đã khiến cho healer của top server lên bảng điểm số, và sau đó với pha đổi rồng ở vị trí cuối cùng thì phần thắng chung cuộc đã nghiêng về cho Cuồng Phong. Và ngày hôm nay thì anh ta sẽ gặp một đối thủ cực kỳ khó chịu, đó là kẻ ba con cu, kẻ mà có tới ba con cu lận. Ok, rất là khó chịu. Ok, cũng rất khó chịu các bạn. Bit 1 của kẻ ba con cu đó là New Zelda, bit 2 Ewing, bit 3 Transcendent, người dưới siêu việt, bit 4 Lovener. Cùng Phong thì đang lựa chọn cho mình những con bit 1 có khả năng AoE Claw, bit 2 Etherly tăng cường di chuyển cũng như là mini bup, bit 3 Asimon, bit 4 chàng hồi sĩ, và bit 5 của kẻ ba con cu là Alpha, và bit 5 của Cùng Phong là Vincent. Alpha là một con tướng giáo có khả năng đánh đơn cũng như là cũng có khả năng AoE, kèm theo đó thì Alpha cũng có khả năng là sẽ hộ vệ. Anh ta cũng đang có hai mạng. Nói chung Alpha là một con tướng chân tuy hơi ngắn nhưng mà cũng rất là hữu dụng trong một vài số trường hợp gì đó. Etherly là một con tướng Stormblast đời đầu và cũng như là có một cái mini buff hết sức là hữu dụng, mặc dù không tăng cường công thủ lên nhiều nhưng sẽ tăng cường thêm một lực di chuyển cộng lên một ô cho toàn đội duy trì trong 6 hiệp. Claw đã lao lên trên vị trí phía trên và anh ta đã có những bước di chuyển rất là từ tốn và có một đòn AoE ở một vị trí khá thuận lợi dính ba người, trong đó thì Ewin, Alpha cũng như là Transcendent. Nhưng mà dính Transcendent với lại một cái lượng HP mà có thể khiến cho Transcendent còn lại một lượng HP nhỏ nhất á, thì sẽ bị Transcendent bật to ngược lại. Ok, mặc dù là Claw đã có mang cho mình lính giáo nhưng mà với những đòn tấn công quá mạnh mẽ đến từ ngựa phép của Ewin thì lính giáo đó sẽ khó có thể trụ lại được với lại Ewin được. Ok, Asimon đã lấy đi một mạng của Ewin và
Người tiếp theo kẻ ba con cu sẽ di chuyển New Zealand lên vị trí của Ewin, sau đó là sẽ đánh thẳng vào trong đội của Cuồng Phong. Ashley đã lên bảng điểm số vào trước bạn, công 1k8, hơn 1k8 đấu với thủ hơn 1k. Và khả năng hiện tại bây giờ thì New Zealand đang hết sức là mạnh mẽ. Ai có New Zealand 6 sao thì khả năng on hit tăng cơ là hết sức rõ ràng các bạn. Tăng cơ thì phải có một cái lực thủ khoảng tầm đâu đó 1k2 trở lên thì may ra còn sống được. Còn nếu mà dưới nữa thì cũng hơi khó. Ok, hơi khó nha các bạn. Alpha đã lấy thêm một mạng của Vincent. Và hiện tại thì New Zealand vẫn còn đó. Chàng họ chỉ đang búp cho mình những đòn búp cuối cùng. Và đã có AOE. Có AOE rồi. Nhưng mà rất tiếc, ở đây Chan Sandin đang lúc nãy là sẽ có một cái lượng HP là 2%, và anh ta đang có một cái lượng giáp ở mức một mức giáp với mức giáp bằng 50% các bạn. Phải 50 không? Không. Một lượng giáp của cho tướng. Nói chung là gần chết rồi, nhưng mà hiện tại là không có khóa kỹ năng. Công chí giảm không thể dùng kỹ năng, đang có miễn dịch thì không thể khóa được. Và anh ta đang có một skill là vận mệnh xoay chuyển, cũng hơi mệt nha. Có cắm hồi máu nhưng mà lượng máu thì còn đến 50% lận, cũng hơi vất vả cho họ sĩ rồi. Trên sân đền đã thi triển vận mệnh xoay chuyển lên người của họ sĩ, và đã lượng máu đã được thay đổi. Vẫn còn đó, Lavener với khả năng hai mạng. Ok. Ok, trận đấu đã kết thúc và phần thắng chung cuộc nghiêng về tuyển thủ kẻ ba con cung. Và chúng ta sẽ tiếp tục với trận đấu tiếp theo. Ok, và chúng ta sẽ tiếp tục với những trận đấu BBB ở nhóm 7 với cả hai tuyển thủ, đó là TK Sensi và tuyển thủ còn lại là kẻ ba con cu. Map được lựa chọn cho cả hai tuyển thủ đó là map con mắt sa mạc. Thì ở tuyển thủ kẻ ba con cu, ở trong những ván đấu trước thì anh ta đã có khả năng sử dụng khá là linh hoạt người siêu phàm, cũng như là New Zerida, một chiến thuật rất là hay. Và đến với trận đấu ngày hôm nay thì kẻ ba con cu đang có những được thả những con tướng mà có lẽ nằm trong khả năng của anh ta, kiểu như là New Zerida. Ok, về phần ban bích của TK Sensi, người ta đang lựa chọn cho mình vị trí số 1 tanker LB, bích 2 Well Time, bit 3 Epsilon, bit 4 MC. Và kẻ ba con cu đang lựa chọn cho mình bit 1 New Zedida, bit 2 Alpha, bit 3 Lavender, bit 4 người siêu phàm Chen Sandin, và bit 5 của TK Sensi là Lục Ren. ABC của kẻ ba con cu đã ra sân ở bit thứ 5. TK Sensen với khả năng có một tăng cơ cho mình, đó là tăng cơ LB, để có thể hộ vệ được với lại
New Zealand, nhưng mà không biết thì ở ván đấu trước chúng ta được nhìn thấy New Zealand của kẻ Bakunku cũng khá là mạnh mẽ. Anh ta có mũi lực công 1898, gần 1k9 các bạn. Trên Sandin có khả năng di chuyển là bay, và lực công của anh ta cũng đang nằm ở mức 1k6. Alpha là một con tướng cũng có khả năng là hộ vệ các bạn. Ok, Transcendent đã di chuyển lên phía trên. Cả hai đang vờn nhau. Cả hai đang có những cái sự di chuyển vờn nhau. New Zedida có khả năng sẽ đánh xuống tới MB rồi, nhưng mà đến lượt của TK Sensei di chuyển, nên là sẽ có khả năng là MC sẽ lao lên để mà AOE trong một phạm vi nào đó ngăn cản bước di chuyển của đội của kẻ Bakunku. Ok, Lebanner có một ô di chuyển khá là xa, 8 ô. 8 ô đến vị trí này, AOE phạm vi 2 ô thì cũng chưa lém tới ai được. MC đã di chuyển lên phía trên, anh ta có bước chạy và cũng như là AOE phạm vi. Thì trong một cái địa hình này đang gây cản trở và khó khăn cho đội của TK, kẻ Bakunku. Cho dù New Zealand có nhảy lên thì cũng không thể đánh được, nhảy lên thì chỉ di chuyển được một ô thôi. Trên Sandin đang có khả năng đánh ma pháp AOE phạm vi 5 ô, skill AOE phạm vi 5 ô. Trên Sandin đã lao lên. Vâng, được bạn, anh ta đã lao lên và hoán đổi máu với lại MC, và cũng như là thêm một lần di chuyển nữa đã lao lên và cũng như là kết thúc well time của TK Sixteen. Riêng về phần đánh thường thì người siêu phàm là một kẻ có khả năng đánh thường khá là mạnh. Hắn được đánh 2 lần các bạn. Và theo đó New Zealand đã lao lên vị trí của trên Sandin và cũng như là kết thúc được cả Epsilon của đội TK Sixteen. Thì trong hiệp đấu này, bên phần kẻ Bakunku đang có lợi thế hơn về người, và anh ta cũng đang có lợi cho mình sau những pha giao tranh khi chỉ hy sinh mỗi mình trên Sandin đổi được hai tướng đam của TK Sensei. Đã có pha lao lên AOE đến trừ vị trí của New Zealand. Và hiện tại sẽ đến hiện tại thì đội của TK CNC sẽ không có healer. Và ok, chúng ta đang có một sự AOE của Lovener Đại Đế đang ở một tầm AOE khá là ok, và cũng như là Alpha cũng có khả năng sẽ lao vào AOE cũng khá là ok các bạn. Chúng ta sẽ chờ đợi. Ok, một pha AOE đến từ Lebanon. Và MC cũng như là Gấu Bông đã lên bảng điểm số rồi các bạn. Và phần thắng chung cuộc thuộc về kẻ Bakunku, và chúng ta sẽ đến với trận đánh tiếp theo ở nhóm 7 này. Ok, và chúng ta sẽ tiếp tục với những trận BBB trong giải tứ hùng ở group 7 này với cả hai tuyển thủ, đó là kẻ Bakunku và top server.
Thì Top Server đã có một trận thua oanh liệt trước Cuồng Phong. Ok, một trận thua oanh liệt luôn các bạn, trước Cuồng Phong. Còn kẻ ba con cu là người đã ngang đà tấn công như vũ bão của Cuồng Phong. Thì hiện tại trong màn đấu ngày hôm nay ở map Động Ánh Sáng thì cả hai tuyển thủ đã gặp nhau và chúng ta sẽ cùng xem qua trận đánh của hai tuyển thủ, không biết là ai sẽ là người giữ vững lợi thế cho mình. Hiện tại có một sự thay đổi hơi bị khác biệt một tí xíu ở bên phần ban bích của kẻ ba con cu. Anh ta đang lựa chọn cho mình Gin ở vị trí thứ nhất. Thông thường là nếu như có lẽ là anh ta đã bị ban mất đi New Zedida rồi, chứ không là anh ta sẽ sử dụng New Zedida nhiều hơn là Gin. Và ok, ở bit 2 là Rosicil, bit 3 là Landus, bit 4 là Loli. Có một sự khác biệt khi mà người siêu farm đang đến bit 4 vẫn chưa bị ban, anh ta không sử dụng. Top server lựa chọn cho mình tăng cơ LB ở bit 1, MA ở bit 2, Lucren ở bit 3, Lana ở bit 4. Enfa ở vị trí của kẻ ba con cu đã ra sân ở bit 5 và Bowza của Top server cũng đã ra sân ở bit 5. Thì trong trận đấu ngày hôm nay, ở lúc đầu là tuyển thủ kẻ ba con cu đã lựa chọn cho mình Gin ở vị trí Dam và vị trí thứ hai là Rosicil, bit 2 là Rosicil. Và phía bên Top Server đã được thả đi những con có khả năng AoE, đó là Bowza, rồi Lana, rồi Lucren. Đó là ba con đều có khả năng AoE. Nhưng mà đối với việc mà kẻ ba con cu đang sở hữu cho mình một con healer có khả năng chống lại những điều đó, thì Lana và cũng như là Lucren của Top Server sẽ sử dụng những đòn đam đơn thần thánh. Ok, ở đây có lưỡi hái và cũng như là skill shop búp, có lưỡi hái và skill 3C. Thì hai đòn lưỡi hái thì không biết có thể gạt đi được mạng của tăng cơ Landus đang mang kỵ sĩ thánh điện hay không. Healer Elma cũng là một con healer có khả năng chống AoE cũng được và có một lượng heal cũng khá là ok các bạn. Bowza ở trong màn này sẽ không được đánh giá cao lắm, nhưng mà đối với những boss với lại tăng cơ bandit, tăng cơ có tăng cơ và healer như thế này, thì khi mà chiến đấu đến những giây phút cuối cùng ở những cái hiệp mà vô map lửa, thì Bowza là một con cũng hết sức là khó chịu các bạn. Nó sẽ đẩy những tuyển thủ khác ra ngoài phạm vi của lửa. Ok, Lucren đã đánh skill xóa hai búp và cũng như là xóa mất đi cái búp hộ vệ của Landus. Và vị trí ở phía trên này thì Gin đã lên bảng điểm số với đòn tấn công của Lana, và Lana thì cũng đã lên bảng điểm số với đòn tấn công của Loli. Một xa pha di chuyển có vẻ nhìn thấy hơi hở sườn đến từ vị trí của tăng cơ LB của Top Server. Hở sườn ở phía dưới, nhưng mà kẻ ba con cu thì không còn con đam. Nhưng mà đến khi mà kết thúc hiệp và qua tuần sau thì sẽ đến lượt hành động của kẻ ba con cu, và cái mục tiêu mà nằm ở trong tầm ngắm dễ dàng đam nhất đó là ok gấu bông. Gấu bông đã lên bảng điểm số cũng như là giảm đi một phần sức mạnh của Lucren. Không có gấu bông để hồi lại skill cũng như là di chuyển một cách linh hoạt, thì Lucren đã giảm đi sức mạnh một cách đáng kể. Kẻ ba con cu đang có một chiến thuật, đó là bao dây vòng ngoài, và có lẽ là anh ta sẽ giữ vững cái đội hình này cho đến phút cuối.
Hiện tại thì lửa đen đang vô ở phạm vi là 4 ô hai bên. Loli đang tích cực cấu máu của tanker LB. Kẻ ba con cu vẫn đang giữ vững đội hình các bạn, giữ vững đội hình ở vị trí trung tâm. Còn bên phần top server thì có vẻ đang rất là hoang mang khi mà anh ta phải tìm cho mình được một chỗ đứng ở trong vị trí trung tâm, và khả năng là đội của vâng đã có AOE đến từ Bowser các bạn, và đã kéo đi ba người khỏi vị trí trung tâm. Đã mất đi một mạng rồi. Top server đã rất thành công khi tiếp cận được vị trí trung tâm với ba người, đó là LB, tanker LB, rồi Lục Ren và cũng như là Posa. Nhưng mà một có vấn đề cũng hết sức là nan giải với anh ta, đó là sẽ di chuyển MA xuống và vào vị trí trung tâm thì mới trụ đến 12 hiệp được. Lửa đen đang di chuyển lên, đang di chuyển vô hai bên, và cũng như là sân thi đấu đang càng ngày càng bị thu hẹp lại. Healer Elma đã di chuyển xuống phía dưới. Kẻ ba con cu đang rất là cố gắng khi mà cố tình gọi là cố câu kéo máu của tanker EV xuống. Landus cũng tham gia tấn công luôn các bạn. Loli với skill 1C đánh bộ binh đã liên tục gây ra những đòn sát thương vào tanker LB. Lửa đen đã siết bo đến kết thúc rồi các bạn. Thì bâu ra ở ngoài phạm vi lửa đen đã chủ động hy sinh. Alpha của kẻ ba con cu cũng đang ở ngoài lửa đen đó. Nhưng mà Alpha thì còn hai mạng. Alpha đã mất đi một mạng và đang ở ngoài lửa đen, và anh ta vẫn còn mạng thứ hai và
và vẫn còn skill đam đơn, skill AE thì đã không còn rồi. Cái thánh giá đã bị mất đi. Kẻ ba con cu đang có lợi thế hơn cho mình về một đam, đó là câu kéo máu của LB xuống khá là sâu, còn 43% HP thì có lẽ sẽ lên bảng điểm số với skill với đòn đánh của Loli rồi. Ok, vâng các bạn, cuối cùng thì top server đã không trụ lại được đến bước cuối cùng. Hiện tại là hiệp thứ 11 rồi, miễn sao tăng cơ của top server mà trụ đến hiệp thứ 12 thì có vẻ có lẽ là phần thắng có thể sẽ nghiêng về top server. Ok, và phần thắng chung cuộc của trận đấu ngày hôm nay thuộc về kẻ ba con cung. Manero xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Xin chúc bạn ngày chơi game vui vẻ.